Mọi người bảo kể chuyện Thuận Kiều Plaza, nhưng mà hồi xưa mình đã ê Hải hồi xưa mình ở cũng gần gần Thuận Kiều Plaza đúng không? Mỗi lần mà tao chở mày đi chơi là đi ngang Thuận Kiều luôn á. Mà lúc đó mới lên thì đâu biết đâu, xong rồi đi ngang lúc nào cũng thấy Thuận Kiều kiểu vắng tanh á. Vắng tanh. Ngon vậy. Xong rồi bây giờ thì Thuận Kiều là bắt đầu hot lại tại vì có cái ngon vụ thiệt. Mà làm viện dã Có chiến khu á. Ủa, mày có chuyện ma nào không, mày ma? Tao có một cái chuyện ma nhưng mà nó xảy ra lâu lắm rồi, nó không phải xảy ra với tao trận vía nhưng mà nó xảy ra lâu lắm rồi ở dưới quê của tao cách đây phải mười mấy năm rồi á. À, rồi bắt đầu vô. Vô. Thì là như vậy nè, hồi xưa lúc mà em mới học cấp 2 thì nhà em bán quán nhậu. Nhà quê là mở cửa hàng, là mở nhà hàng quán nhậu. Thì có một cái anh gọi là, em sẽ gọi nó tên là anh A đi. Em không tiết lộ tên thiệt của anh ấy được, tại vì tới một cái tên của anh ấy là một cái tên rất là đặc biệt. Xong rồi, anh ấy là giữ xe cho nhà của em, cho cái quán của nhà em. Thì có một đợt tự dưng em hay ngủ trưa, thì hôm đó em ngủ trưa, sao ngủ trưa dậy thì em đi xuống dưới nhà thôi, tự nhiên em thấy mọi người bu đông bu đỏ bu rất là đông, xong rồi mặt mày của người lớn á nhìn họ rất là căng thẳng. Xong rồi em mới hỏi mẹ em là ủa mẹ ơi cái gì vậy, sao bu đông bu đỏ này đông quá vậy. Xong cái mẹ em mới kêu là thôi thôi con nít giờ đi lên nhà đi. Một lúc sau em mới biết là lúc nãy anh A anh ấy bị ma nhập, có nghĩa là anh ấy bị ma nhập mà con ma đó ở ngay nhà của em luôn. Ở nó nói lúc mà nó nhập vô anh A đó nó bảo là chết rất là trẻ, kể lại nha chết rất là trẻ như là tầm ui trời nổi da gà luôn rồi má ơi lạnh sống lưng luôn á. Chết lúc bị xe tông, chết cũng phải mấy chục năm 20 năm rồi, thì nhưng mà lúc mà mất á thì tầm 7 8 tuổi thôi, có nghĩa là cho đến tận bây giờ thì cái suy nghĩ cái hồn của người ta vẫn là 7 8 tuổi á, mà người ta mất được mấy chục năm rồi. Xong rồi cái nhập vô anh A, xong rồi cứ bảo là bây giờ cho anh A đi ra ngoài đây chơi một chút, đi chơi một chút xíu rồi về hứa là sẽ dắt về. Xong rồi kiểu mọi người bắt đầu kêu thầy tới, bắt đầu thầy kiểu đọc kinh xong rồi để hình Phật để lên người á, thì anh A không có chịu, anh A kiểu giãy giụa tưng bừng luôn, anh giãy giụa điên đảo trơn. Xong rồi một lúc sau thì kiểu nó phải nói chuyện với cả cái hồn đó, cái hồn đó bảo là bây giờ thôi bây giờ lên chùa đi, lên chùa thì mới kiểu có thể siêu thoát được, chứ bây giờ ở đây mấy chục năm rồi. Xong rồi cái hồn đó cũng kiểu nói là cái nhà mà tôi đang ở, mẹ tôi tên là Phượng nha, mẹ tôi tên là Phượng, bảo là ừ có nhiều lúc á là nhà này nè cửa không có đóng á, là ý cái cửa tự động mở á, là tôi mở á tại vì không ai chơi, xong rồi tôi cứ lảng vảng ở trên sân thượng thôi, xong rồi kiểu cũng không ai cúng không ai hay ai cái kiểu này nọ gì. Thỉnh thoảng nó có mấy cái ly bể rồi cũng do tôi làm đó, thôi bây giờ cho cái anh này đi chơi với tôi đi rồi một lúc sau hứa là sẽ dắt về. Xong rồi không chịu lên chùa là không chịu lên chùa, phải làm việc tư tưởng kiểu giả man nghe hơi ảo ha, nhưng mà thiệt luôn á mọi người, chuyện này mình confirm là 100% thiệt, tại nó xảy ra ở nhà của mình và cũng đúng là ở nhà mình thỉnh thoảng nó bị mất đồ, xong rồi nó bị mấy cái ly bể, xong rồi nó cứ bị cửa mở ra một cách tự động mà mình không, mà ý là nhà mình người nhà không ai làm hết trơn á. Xong cái về sau này thì mới xong rồi lúc đó kiểu ông thầy ông mới kiểu làm việc tư tưởng với cả cái hồn đó, xong rồi cuối cùng thì cũng rất là lâu thì mới có thể dắt lên chùa. Từ đó về sau thì anh A cũng nghỉ làm ở đó luôn, xong rồi cũng không nghe kiểu trộm vía là cũng không nghe kiểu âm tính gì về cái hồn đó nữa. Đó là câu chuyện ma đầu tiên mà tôi nghe khi mà tôi còn nhỏ cấp 2. Nhưng mà bây giờ cái nhà em còn ở chỗ đó không? Dạ nhà em bây giờ vẫn ở đó, Nhưng vẫn ở mà đó lúc luôn. anh A đó là nó nói là nó đang ở trong cái nhà em luôn hả? Dạ ở trên sân thượng nhà em. Tại vì thường người ta nói nhà mình nó sẽ có ông bà mình ở nhà, không có cho người lạ vô. Dạ nhưng mà tại vì nhà em là không có, về sau này mới thờ ông bà, lúc đó chưa thờ, nhà mới xây. Hèn chi. Một là ông bà, hai là ông địa. Thường là người ta Ừ. sẽ trấn ông địa ngay cái bàn thờ ông địa, mọi người biết không, là người ta sẽ để Ừ. đối diện với cái cửa chính để chi, để ông địa Ừ. ông trấn lại, không có cho những cái vong khác đi vô nhà. Ừ. Thờ ông bà cũng vậy, thường là người ta nói là nhà mình sẽ có cửu quyền khất tổ, là vậy đó, là Đúng sẽ rồi, đúng rồi. Về sau này thì nhà em có, nhưng mà cái lúc đó là không không có không có thờ. Cho nên bây giờ chị nói thì em mới sực nhớ ra. không an toàn ha, Ủa? tự nhiên cái mình không an toàn hết, sợ ha. Ê, nhưng mà em kể câu chuyện đó tự nhiên em nổi da gà, tự nhiên cái sống lưng em nó lạnh luôn á mọi người. Thì đó, cái người đâu đó đang Ê ngồi kế bên em. thôi, sợ
Giỡn mà ná. Em tắt lại. Ghê lắm ơi. Em đi ra khỏi phòng liền luôn á. Ghê quá à. Quỷ sứ. Rồi. Hà anh, em có một cái câu chuyện nào không? Em hả? Tại vì kiểu nhìn em á thì mọi người nghĩ là em kiểu đánh bèo á. Ừ. Đánh bèo xong rồi kiểu gặp gì cũng sợ. Thật ra là em luôn luôn lúc nào cũng nghĩ là mình... Thật ra thì em sợ cái gì đó nó hiện diện trước mình hơn là những cái vô hình đó. Nhưng mà có một lần em đi quay á. Ừ. Xong rồi em ở trên một cái chỗ được mọi người kiểu tài trợ để đoàn phim quay phim thôi. Thì lần đầu tiên em bước tới đó là em cảm giác là tự nhiên nó có cái gì nó khó chịu, nó cứ không khí nó ở đâu ngay đây nè, như cái cần cổ. Đúng rồi mọi người, đúng rồi, mình sẽ cảm nhận được á. Xong rồi lần đầu tiên mà cảm thấy luôn á, mình kêu là mình xong mình kêu là à cũng hiểu rồi. Xong cái tối hôm đó bị bóng đè. Ừ. Mà thường thường thì bóng đè là mọi người đâu có thấy mặt đâu đúng không? Ừ. Nhưng mà lúc mà em bị bóng đè là em thấy rõ luôn á. Em thấy rõ là kiểu giống như là một gia đình luôn á, phụ nữ, có một người đàn ông, có người lớn tuổi rồi có mấy đứa con nít nữa. Mà nguyên một gia đình chung em hả? Yeah, em đi chung với lại người nhà. Thì hai cái giường, xong rồi em bị bóng đè 3 lần, cái em mò qua bên giường bên kia em nằm chung với lại người nhà em. Xong cái em kêu là không sao đâu, bây giờ mình nằm chung với cái mẹ rồi thì sẽ ổn á. Ai về đâu bị đè thêm 2 lần nữa. Xong mình lúc đó em dậy em quá mệt luôn. Em mới nói là mọi người, kiểu như là mình cũng hiểu là mọi người như thế nào. Mình mới nói là trời, mọi người em thật sự là biết là mọi người muốn lâu lắm rồi cũng có muốn có một người bạn á, nhưng mà thật sự là mai phải đi quay rất là mệt, mọi người cho em ngủ. Vậy là sau khi mà em nói câu đó xong rồi em nói là cảm ơn mọi người rất là nhiều, thì hôm đó em mới ngủ được. Là không còn bị bóng đè nữa. Mà lần đầu tiên bị bóng đè mà nhìn thấy rõ từng người một. Là từng nét trên mặt luôn hả em? Hay là kiểu như thấy là dáng người thôi? Em thấy dáng người và thấy mặt. Nhưng mà kiểu như là mình cũng không có dám nhìn, kiểu nhìn kỹ. Mình rất là mệt luôn, kiểu dãy dụa. Không, thật ra là mọi người ơi, theo những kinh nghiệm mà em nghe chuyện ma, xong rồi những cái mà em trải nghiệm thiệt á, thì em cảm giác như là không bao giờ là kiểu thấy rõ. Em thấy một cái bóng đen thôi à. Không, người ta nói á, là nếu mà em thấy rõ là hành quỷ rồi, chứ không phải ma nữa. Nhưng mà thật ra em nghĩ là đối với cá nhân em thì em hiểu, em có thể cảm nhận được. Nhưng mà thật ra lúc đó em ngồi dậy và em cũng nói, mình kiểu mình nói bình thường thôi. Tại vì mình nói là làm việc mà. Vậy là anh gọi là nó là coi như là thần kinh thép. Chứ là nhiều người rơi cái hoàn cảnh đó là cái bị chết điến á, bị mình thấy như vậy rồi mình bị chết điến á, là coi như là chỉ sợ. Hoặc là nhiều người là đọc kinh hoặc là niệm Phật gì thôi. Còn nếu mà em có thể xin cầu xin cho người ta thôi thì mệt quá, giờ cho tôi ngủ đi, mai tôi còn đi làm, là coi như là em cũng thần kinh thép rồi đó. Tại vì giống như em chia sẻ thì thật ra những cái gì mà nó hiện diện trước mặt em thì em sẽ kiểu em chạm vào được thì em sẽ sợ hơn là những kiểu vô hình. Là tại vì em nghĩ một cái điều như thế này nè, mình không làm gì ai thì đúng rồi. Cho nên là lúc đó là mình chỉ nói là mình chỉ muốn là mình được nghỉ ngơi để ngày mai mình đi làm, thì chắc chắn là người ta sẽ hiểu được cái điều đó thôi. Nhưng mà có giải thích khoa học về cái việc bóng đè rồi. Thứ nhất là do cơ thể của mình quá mệt, cho nên là cái não của mình nó tạo ra cái cảm giác như vậy. Mà cái đợt bóng đè thì ví dụ mà bản thân Him như khi mà bị bóng đè, tức là mình có mấy lần nha, Him cảm nhận được là có một lần bị bóng đè khi mà Him ngủ ở khách sạn ở bên đâu ta, bên Thái hay bên đâu, nói chung là có một lần ngủ khách sạn ở cái giường tầng, thì cái cảm giác là bị đè xong rồi còn nghe cái tiếng con nít mà nó giọng canh 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 vô đầu vậy đó nè. Không phải ở bên Thái, ở Hà Nội. Xong rồi lúc đó lâu lắm rồi, hồi lớp 4-5 năm trước á, nằm trên giường tầng ngủ, xong rồi nghe cái tiếng con nít mà nghe canh 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 vô đầu mình vậy nè. Thì hả, những trường hợp như vậy á, thì em thường thường hả, em suy nghĩ đầu tiên trong đầu em là rồi nữa phải không, xong em đẩy ra. Tức là em đẩy lại á, kiểu dạng vậy đó. Những lần em bị bóng đè thì cũng ít thôi, nhưng mà hả, em nhớ mang máng có những lần là vậy.
Còn cái câu chuyện ma của em á, thì đây là cái câu chuyện mà em đã trải qua. À, muốn kể cho mọi người nghe và những người đang coi livestream này nghe là cách đây hồi hồi 4 năm thì Him có ở đây có một vài bạn sẽ biết là Him có tham gia một nhóm nhạc 5 người. Thì đó, cái nhóm nhạc của em hồi trước là ở chung ký túc xá với nhau, thì kiểu như là công ty sẽ mấy cái ký túc xá là dễ lắm nha bà. Nói ký túc xá là vậy thôi, nhưng mà thuê một căn nhà xong rồi hả, tất cả năm tụi em sẽ ở chung trong căn nhà đó và tụi em sẽ tự chia vệ sinh ăn uống này nọ cái kiểu. Cái ngôi nhà đầu tiên á, khi mà tụi em vừa được được đưa tới á, là một căn nhà ở ngay đường Điện Biên Phủ quận 10. Thì ở đây ai cũng biết đường đó mà đúng không? Thì ở đó kế bên cái Hanuri Điện Phủ á, thì nó có một cái hẻm. Thì trong cái hẻm đó có một căn nhà. Thì cái căn nhà đó thoạt đầu thì nhìn mọi thứ rất bình thường, vừa bước vô nó rất là nhỏ thôi, nó vừa đủ. Rồi cái vừa bước vô là thấy nguyên một cái phòng khách, thì tụi em để cái kiến để tập nhảy, tụi em tập nhảy ở nhà đó. Xong rồi đi sâu bên nữa là sẽ có cái nhà vệ sinh, xong rồi đi lên lầu đó, đại loại là vậy. Thời gian đầu khi mà tụi em đến đó tụi em tập thì 6 giờ là tụi em có mặt ở đó. Xong rồi tới tầm 10, 11 giờ khuya là tụi em về. Mà em sẽ là cái người về cuối cùng, bởi vì em tập cho tụi nó xong rồi tụi nó về thì em ở lại em phải coi bài vở mọi thứ như thế nào. Xong rồi có một lần em đang lúc đó là 11 giờ rưỡi rồi. Lúc đó 11 giờ rưỡi mọi thứ tập nhảy xong hết rồi đi về hết. Xong rồi tự nhiên em thấy không gian mọi thứ nó rất là vắng lặng. Nó vắng, nó yên, cái tiếng nó yên á. Tự nhiên trong đầu em nói chuyện trong đầu em nha. Em nói trời ơi, tự nhiên hả, có cái tiếng, tự nhiên giờ tự nhiên cái này ai đây xuất hiện, chắc tôi xỉu luôn á trời. Tự nhiên em suy nghĩ vậy đó. Rồi mọi người biết cái nhà vệ sinh đó nó có một cái lớp kiến. Em nghe ba cái tiếng gõ trên cái lớp kiến đó. Vừa chút suy nghĩ đó là ba cái tiếng đó xuất hiện trên cái tấm kiến. Rồi đó rồi, em thề với mọi người, trời ơi, em đái trong quần luôn á. Thì đó, em không còn tâm trí gì. Đái chưa? Em đái chưa? Rồi rốt cuộc là em đái chưa? Xong rồi nha. Tôi cần biết là em đái chưa? Tôi rất muốn biết điều đó. Nhưng mà chị Cano nó rất dơ. Là mọi người sẽ kể tiếp. Đừng có hướng sang câu chuyện sang một hướng dơ đấy mất như vậy. Là rồi. Vậy nè. Xong rồi hả? Lúc đó nha, cái em vừa dứt suy nghĩ đó xong nghe ba tiếng cạch 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 xong trong đầu em nói trời cái gì đây. Cái em quay ra đằng sau em nhìn xong kiểu em nói thôi đứng dậy đi về nha. Xong rồi tối hôm đó có chuyện liền. Tối hôm đó em nằm mơ, em tại vì ở giữa nguyên cái bàn khách á sẽ là một cái ghế salon. Em nằm mơ, em nằm ngủ trên cái ghế salon đó. Xong rồi em thấy có một cô lớn tuổi đi từ cái hướng nhà vệ sinh đi lên. Thì mọi người hiểu là cái ghế salon thì nằm... Trời má ơi, lạnh sống lưng em luôn. Em ngước mặt lên vậy đúng không? Má ơi, sợ quá à. Thì nè, lúc mà em nằm á... Không, em ai nó xạo á, nó đi đái á, xạo á. Không có đau, không có đi vệ sinh, đùi. Tập trung nè trời. Xong rồi đó, nằm ở trên ghế salon là nằm ngửa mặt lên là ngủ đúng không? Em nằm bơ, em thấy cô đó, ví dụ em đang nằm dưới đây nha, cô đó đứng nhìn em vậy nè. Trời má ơi, thôi, trời ơi. Da gà nổi. Cô đó có hỏi em là uống cô nết không? Không, nhưng mà em rõ ràng, trời đất ơi, em nằm mơ, em thấy em nằm ngủ xong cô đó đứng nhìn em vậy nè. Xong rồi lúc đó là 3 giờ mấy khuya. Thì hồi xưa nhóm nhạc tụi em với lại chị Lúc á, má ơi, lặng xuống lưng luôn á trời. Có một cái group với nhau. Thì hả, 3 giờ mấy dậy, em vừa giật mình dậy. Xong rồi hả, em mới nhắn vô là trong cái group này nó, trời ơi mọi người ơi, bây giờ tự nhiên cái em nằm mơ em gặp hả bà cô ở công ty, rồi tự nhiên bà nhìn em này nọ. Nhưng mà kiểu không có giận dỗi gì nha, kiểu chỉ nhìn thôi. Xong rồi em thấy em ngủ đi.
xong rồi cái hả, mọi người thì cũng nói trời ơi, chắc mày do mày nằm mơ này nọ cái kiểu, không có gì đâu. Xong rồi hả, chị trợ lý của công ty lúc đó là không phải trợ lý nữa, chị quản lý của công ty em có một người bạn, thì cái người bạn nó có căng và có thể thấy được, kiểu cảm nhận được á. Xong rồi cái kêu chị đó tới, thì kiểu như là cũng không có nói là tới coi hay là cái gì, kiểu tới chơi thôi. Vừa bước tới vừa mở cửa ra, bà đi ra ngoài luôn. Vừa mở cửa ra thôi, bà nhìn một cái bà đi ra ngoài luôn. Cái xong rồi hả, bà chị quản lý mới chạy theo hỏi chuyện gì vậy. Xong rồi hả, em thì em cứ vô bình thường thôi, em tưởng là chắc bận điện thoại hay là cái gì. Xong rồi hả, chị đó nói trời đất ơi mọi người ơi, tôi vừa vô hả, tôi thấy có một bà cô đứng ngay cầu thang lườm không có cho tôi vô. Tôi là trời má, má ơi, tôi mà nghe câu đó chứ tôi nói tại chỗ luôn á mấy má. Không mà có nhiều mà... người nhìn thấy được thiệt hay ha. Ê, mà... tính ra là vậy nè, là không, công ty em lúc đó chủ nhà để hỏi ra là cái bà cô đó là ai chưa? À, có hỏi tất cả những hàng xóm xung quanh thì là cái nhà đó là đã được đập và được xây lại rồi, còn cái phiên bản cũ nhà đó thì có một cô đó ở với lại con vật của cổ thôi, mà bây giờ tự nhiên cái mất tích luôn rồi, cô đó không biết đi đâu. Cô đó mất tích không biết đi đâu, hoặc là nhà hàng xóm không có cho tụi em biết. Xong rồi hả, ở nhà nha, mà tụi em cứ nghe cái tiếng động lạ này nọ cái kiểu hoài. Xong rồi có một lần phải đào cái nhà đó lên rồi, cổ nằm ở dưới đó. Ê, ghê quá à. Lê quá à. Xong rồi có một lần, không, cái này em chỉ nhớ mày mại thôi, em không có nhớ rõ nên em không có kể rõ được. Bây giờ qua tới cái nhà thứ hai là sau cái nhà đó, tụi em chuyển đi qua một căn nhà ở bên Phú Nhuận, đường Đặng Văn Ngữ. Cái nhà này nha, thiệt em thề với mọi người luôn, tụi em ở trong đó một năm mà tụi em gặp quá trời chuyện luôn, rất là nhiều chuyện luôn. Đến ủa, số bao nhiêu Đặng Văn Ngữ? Số bao nhiêu Đặng Văn Ngữ? Nhắn riêng đâu có tiết lộ đâu chị. Tại vì tao đã từng ở Đặng Văn Ngữ rồi. Thì trong hẻm. Ở trong hẻm không? Trong hẻm. Tiền lận. Ừ. Rồi. Tụi em ở trong hẻm. Xong rồi để. Hả anh? Em, ờ, dạ. em có bao giờ em cảm nhận được vấn đề là em vừa bước vô nhà, cái nội thất trong căn nhà đó đó nó rất là cũ, nó như là hả năm 199 mấy vậy á. Mọi thứ nó cũ từ cái nền gạch, nó cũ qua tới cái dòi sen dặn nè. Xong rồi hả, nó nội thất nói chung là nhìn nó vàng lắm, nhìn nó vàng mọi thứ lắm. Xong rồi hả, không biết sao hả, cái ngày đầu tiên đi vô coi nhà thì cũng đi lên đi xuống đi coi này nọ mọi thứ. Thì bây giờ mọi người nuôi mèo nhiều á. Nè Ma nuôi mèo nè, con mèo nhà mày sợ nước không? Con mèo nào mà chả sợ nước mọi người. Đấy, toàn bộ con mèo đều sợ nước. Xong nha, cái ngày hôm đó thì nguyên một đám tụi em đi qua bên cái nhà đó để coi. Thì có một đứa nó dẫn con mèo theo. Thì hả, để cho thả con mèo cho đi nguyên nhà vậy á. Rồi mọi người biết cái tiếng mà, ủa lộn, mọi người biết cái hồ nước hồi xưa ở trong cái nhà vệ sinh hay có một cái hồ nước không? Biết. Đó, tự nhiên nguyên đám đang đứng ở ngoài nói chuyện coi, cái nhà này nọ cũng được quá ha. Tự nhiên bà mèo nghe cái tiếng giống như là ai cầm con mèo chọi cái đùng vô cái nước vậy á. Nghe một cái bụng. Xong rồi con mèo sợ quá, nhảy lên. Wow, la lên quá trời luôn, kiểu hả, kiểu bị thất thần luôn. Qua ngày hôm sau con mèo tự kỷ luôn. Tự kỷ luôn, không còn là một cái con mà hả hay trêu đùa này nọ, cứ nằm yên chỗ không à. Mà con mèo mà nó có rớt vô cái hồ đó cũng không thể nào mà hả, kiểu như là nghe một cái tiếng chụm rất là lớn luôn, đến mức độ mà 7 người đang ở ngoài phòng khách mà kiểu như là bị hết hồn vì cái tiếng đó luôn á. Vậy là có một cái thế lực quăng con mèo vô cái bồn nước. Đấy, xong rồi hả? Rồi, bỏ qua chuyện đó, chuyện tiếp theo. Trời. Hoặc có thể là con mèo đó. Căn nhà số 3 nè, mèo tới căn nhà số 3 nè. Không, căn nhà thứ 2 còn nhiều chuyện lắm, chưa xong. Vẫn còn đó rồi, ok. Dạ man vậy. Trời ơi, ghê lắm. Xong rồi hả, vừa dọn vô căn nhà đó, thì...
thì mọi thứ sẽ rất là bình thường thôi. Hai thành viên của nhóm của Him á, Han, hai thành viên nhóm của Him ngồi trong phòng thu âm, ngồi thu âm sao cái nghe cái tiếng chạy lên chạy xuống, chạy lên chạy xuống, chạy lên chạy xuống, mà ba tụi tôi thì đứa về nhà, đứa đi chơi, đứa không có ở đó. Trời ơi, bắt đầu sợ rồi, hai tụi nó sợ nha. Còn một lần nữa là khi mà lần đầu tiên bước vô nhà để coi á, thì cái phòng mà phòng tập nhảy của tụi tao á, phòng tập nhảy của tụi em á, là hả dán mấy cái sticker mà kiểu hả con nít nó kiểu giống như đây là một cái phòng cho một cái lớp mẫu giáo vậy á. Mà mỗi lần mà hả năm tụi em mà bước vô cái căn phòng đó tập nhảy, em ba tao thề với mày luôn là xin lỗi nhưng mà chị Cano ơi, chị có thể cất cái nọng của chị vô được không? Quá không, em đang nghe chị Ma em sợ muốn chết, mà em quay sang thấy cái nọng của chị các em mắc cười. Tao không thể nào trời ơi, tập trung nè, đang ghê nè. Con này mày sao vậy, mày tập trung cái nọng tao làm cái gì mà thiệt. Mà mỗi lần hả mà hả nhóm tụi em năm tụi em mà hả tập nhảy với nhau á, lúc nào cũng giỡn, lúc nào cũng giỡn như mấy đứa con nít ấy, mà giỡn mấy cái trò mà kiểu mà hả con nít hay giỡn nhau á, kiểu như kiểu dạng vậy luôn á. Xong rồi hả, nhưng mà vậy nè, đặc biệt một cái là vừa bước ra khỏi phòng đó, năm thằng không thằng nào nói chuyện nhau. Sao vậy? Nếu mà không hiểu là sao là bước vô căn phòng đó là muốn giỡn với nhau, nhưng mà không, bước ra là không thằng nào nói chuyện như nào hết. Rồi vậy là em biết tại sao rồi. Sao vậy? Là bước vô căn phòng đó giả bộ thảo mai, đi ra căn phòng đó không còn ai ngó nữa thì hết thảo mai, không có thích gì nhau. Đúng chung rồi. Đúng rồi, tình chung của các nhóm nhạc phố em. Đúng. Đúng. Thì ra bà chị Cano sợ hơn chị Ma đó. Chị Cano em mới là phước. Chị để cái filter là giống người bình thường giùm em được không? Đang kể chị Ma okay, sợ chết mà chị cùng xài cái filter. Rồi ok ok. Rồi. Mọi người em không có đọc được không? Mình thiệt luôn á. Why? Còn chị chỉ đọc thôi, không được nhìn, không nhìn mặt được hả anh? Hồi nãy tao vuốt một cái này nó ra thoát ra luôn đó. Xong rồi thằng Aisan á em à. Thằng Aisan á, nó là nó ở chung phòng với lại Dablo. Còn ba tụi tao là ở phòng đằng sau. Nó nói là nó nằm mơ, nó thấy có một cái đầu từ cái căn nhà đối diện vươn qua cái đầu bên cái nhà. Mà vậy nữa nè, có một lần ở đó ở nhà đó có một cái nhà vệ sinh, mà cái nhà vệ sinh đó mọi người hiểu, mọi người biết cái nhà vệ sinh hồi xưa mà cái cây này mà không phải là nhấn nút là khóa nha, mà phải là có cái cây gạt vô rồi đưa vô rồi để xuống không? À biết rồi. Đó. Nhưng cái mà, cây mà nó móc cái gì, nó móc vô cái lỗ phải không? Đúng rồi. Còn cái này là nó không có cái đồ móc vô cái lỗ, nó chỉ có một cái cây thẳng thôi, thì nếu như mà muốn khóa là chỉ việc đẩy cái cây vô thôi là khóa. À biết rồi. Hình dung chưa? Xong rồi tự nhiên đụng một ngày tụi em thấy khóa trái ở trong. Mà không có ai ở trong hết. Không có ai ở trong hết. Mà trời khóa ơi. Trái ở trong là ở ngoài cũng mở không được luôn. Trời ơi. Rồi tụi em hả mới lấy cái cây búa này nọ đập này nọ, cái xong rồi một thằng trong nhóm em đưa cái tay vô để móc nó ra, xong rồi giống như là có một cái móng tay cào cái tay vậy nè. Trời má thiệt luôn á, ở căn nhà đó tụi em, má tụi em ám ảnh cực kỳ mà hả? Nói chung là bị bác suýt nhiều lắm. Xong rồi hả, còn một cái còn một cái trường hợp nữa là tụi em lúc đó là em với lại hai thằng nữa đang ngồi trong phòng kiểu nói chuyện với nhau. Thì trước đó đó em có hứa là em tự em ngầm trong bụng, trong tâm của em á, là em nói thôi mấy cô mọi người đừng có chọc ghẹo tụi con nữa, để có gì tụi con sẽ cúng cho này nọ cái kiểu. Vừa nói xong qua hôm sau em quên. Xong rồi tụi em ngồi trong phòng, tụi em nói chuyện với nhau, mà lúc đó là 11 giờ mấy khuya rồi, tụi em chưa ngủ. Xong rồi mọi người biết bài anh không? Và anh hứa sẽ quên em đừng buồn. Bài anh của chị Hồ. Đúng rồi. Em tự nhiên cái miệng em hát lên. Và anh hứa cúp điện. Trời ơi. Má em thị với mọi người. Tự nhiên hát cái câu và anh hứa sẽ quên bật cúp điện. Trời ơi. Lúc đó là em không có nghĩ tới trường hợp gì đâu, nhưng mà sau này em ngồi bắt đầu em sâu chuỗi lại mọi thứ, em mới thấy ê, tự nhiên ngay cái chữ hứa luôn
Trời ơi má ơi, em thấy mọi người xong rồi lúc đó, xong rồi lúc đó năm tụi em á, đâu có thằng nào dám đi xuống đâu, tại vì lúc đó khuya rồi mà đâu thằng nào mà kiểu tụi em biết là cúp điện, nhưng mà đứa nào cũng ở trong phòng hết trơn á. Năm đứa con trai mà không đứa nào dám đi hết. Nhưng em nói nghe này nè chị ba, nhưng mà quay sang cái mặt chị anh vô em thấy. Thôi được rồi, để make up nhạt hơn xíu. Em thề với chị luôn. Rồi được okay, chưa? Rồi. Rồi. Trời ơi, ta, cái này nè mọi khi, người. Khi khoan hay dừng, ta tạm dừng chỗ này, tạm dừng. Ta giải thích trước đi. Tại sao mà cúp điện mà năm thằng con trai không dám đi coi, cái chuyện gì là sao ta không hiểu. Rồi nha, rồi nãy. Trời ơi, hồi nãy mà mày ở cái nhà đầu tiên á, mày nghe tiếng gõ cửa trong nhà xin lạp chị nha, tao vô tao coi con gì ở trỏng liền. Cái nơi của tao phải coi bằng được, mày có con gì ở trỏng được liền. Cái tiếng nó phát ra từ con nào làm. Nhưng mà chị Cano ơi, theo cái kinh nghiệm coi phim của em á, thì những cái người nào mà nghe tiếng gõ cửa hay gì mà đi coi á, là mấy quỷ hay chết trước lắm. Với lại nhiều khi người ta nói là thần hồn ác thần trí đó, hiểu không? Lúc đó là nhiều khi giờ mình nghĩ trong đầu loạn xà bù rồi, mình không còn nghĩ được gì tươi sáng hết trơn á, mình toàn nghĩ những chuyện tiêu cực không mà, cho nên là nhiều khi là sợ nhiều hơn là bình tĩnh. Chứ cái nơi của tao mà biết, tao dưới quê mà, trời ơi, tao bậy á đâu. Dưới quê hồi xưa câu chuyện mà tao sợ cái gì hết trời. Hồi xưa câu chuyện hồi nãy em kể cho mọi người nghe là ở nhà dưới quê của em. Rồi sao? Rồi sao? Thì đó, cái chuyện hồi nãy em kể là dưới quê á là vậy đó. Tôi đợi bà kể tiếp cho bà. Ủa trời ơi, con bé nó không có cho mình một cái vị ngữ nào luôn á. Làm ơn chị Cano ơi, cho em một cái chưa tớ. Rồi ok xin em. Rồi. Nhưng mà có cái như vậy nè, không biết hôm trước em kể cho mọi người nghe cái chuyện em ở ký túc xá Hàn Quốc rồi đúng không? Nhưng mà chắc là hôm nay mọi người vẫn, những người đang xem có thể là đa số họ không biết. Nhưng mà hôm nay em sẽ kể lại cho mọi người nghe câu chuyện đó. Nhưng mà cũng coi như là một cái cho mọi người rút kinh nghiệm đó. Chính là khi mọi người đến những cái chỗ nào mà kiểu xa lạ hoặc là mới á, thì việc mình cần làm đầu tiên đó chính là mình nên gõ cửa 3 cái. Cái này mình có đọc qua và giải thích rồi, gõ cửa 3 cái để cho mình kiểu ra dấu hiệu cho là những người khúc mặt khúc mày ở cái chỗ đó là mình xin phép mình vô mình ở, mong là kiểu họ phù hộ cho mình và đừng chọc phá gì mình. Tiếp theo nữa là mình vô trong phòng vệ sinh và mình nhấn xả nước cái lavabo với cả cái bồn cầu để cho coi như là cho đi những cái khí hư, những cái sự xui xẻo, những cái dòng nước xấu cho đi và cho được cái sự tốt đẹp mới nó đến. Ghê tệ quá, mày xài khí hương. Sorry mọi người, em lộn. Nè, nó nghe nè, gõ cửa xong mở cửa phòng ra đứng ném qua một bên chút xíu. Vậy hả? Để... không ra rồi mới bước vô. Vậy hả? Không biết. Rồi đó, rồi vô là bật hết các đèn luôn. Rồi mở cửa sổ ra, xong xả nước nhà vệ sinh. Đó, nhiều bước lắm. Đó. Thì đợt đó em không biết, tại em sang hàng mà, em sang hàng ở mà em ở, tụi em được ở trong một căn nhà to luôn, căn nhà 3 tầng. Thì tụi em ở tầng 2, mấy cái staff, mấy cái nhân viên quản lý kiểu này nọ thì ở tầng 3. Tầng dưới là tầng phòng khách, chỗ làm việc với cả phòng tập nhảy với cả bếp cho tụi em ở. Thì hôm đầu tiên em sang em ngủ, nghĩa là vô, lúc đó cũng vô tư có 20 tuổi, 20, 21 tuổi, không có nghĩ gì hết trơn á. Vô ở, tự nhiên tối đó nằm mơ, mà kiểu đó giờ em cũng ít nằm mơ kiểu vậy á. Có một giấc mơ hơi bị creepy, mà đến tận bây giờ em vẫn còn nhớ luôn á mọi người. Đó chính là em nằm mơ thấy một người dắt em đi xuống dưới tầng hầm của cái căn ký túc xá đó. Xong rồi họ chỉ em gì đó. Xong rồi em đào lên, em thấy được hai cái bộ kiểu bộ hài cốt của hai người Hàn Quốc luôn. Em thấy tên của người ta luôn. Mà sau đó bà làm cái gì? Mà cái nhà đó có tầng hầm không? Nhà đó em không biết tại em không dám xuống. Nhưng mà trong giấc mơ của em là em nhớ là cái người đó dẫn em đi xuống dưới tầng hầm, là cái tầng dưới tầng, cái tầng basement tại ở Hàn Quốc. Nhà người ta tầng xây tầng hầm rất là nhiều. Vậy. Nhưng mà cái nhà bà ở cái tầng hầm không? Tôi không biết, tại tôi chưa bao giờ dám đi xuống dưới luôn. Hình như là dạ, có, tôi nhớ là chị staff bảo là có.
cái gì rồi sao rồi em hôm sau em có nói với mọi người em không? Hôm sau em có nói với cả staff, xong rồi cũng không, trong lúc tụi em đi tập các kiểu này nọ thì không biết ở nhà mọi người có cúng kiến cái kiểu này nọ gì không. Vậy đó, cái sợ của mình đó chính là mình thấy được hai bộ cốt mà kiểu mình thấy được tên người Hàn Quốc trên đó luôn á, mà đến tận bây giờ em vẫn nhớ cái giấc mơ đó. Ừ. Là cái hồi cốt đó là trong cái hũ hay sao? Ờ, trong cái hũ. Ừ. Cẩn quá. Ừ. À. Creepy, rồi, creepy. Có chuyện có nữa. Hết một vòng chưa? Ủa hết một vòng chưa? Tới tao chưa? Ờ, cái chị kể rồi đó, chị kể thứ hai luôn rồi đó. Chị mắc kể quá rồi. Biết sao, ở trên quê thật sự là chuyện ma thì không có thiếu nhiều lắm. Nhưng mà qua cái bộ lọc, cái lỗ tai thấy không? Qua cái bộ não nó thành một cái bộ lọc. Một cái bộ lọc mà chỉ có khoa học ở chỗ thôi. Tới cái miệng, nó ra tới cái miệng ta là thành khoa học rồi. Hiểu không? Biết sao? Cô Út kể. Cô Út cô ruột. Và có bà nội đẻ, có ba của chị với lại cô Út à. Thì cô Út lúc đó, mấy tuổi lúc đó là rất là ham đi bán. Đi lấy đồ sỉ ra chợ bán nửa đêm, khoảng 2-3 giờ sáng là lo đi lấy rồi. Xong rồi gần nhà chị, chỗ đó có một cái cây sung. Cây sung, gần cái cây sung đó là có một cái đồng mã. Một cái đồng mã nhỏ giống kiểu như... Đồng mã là gì hả chị? Là nghĩa trang á. Nghĩa trang mà biết ở trên quê, không phải kiểu như chôn tập trung giống kiểu như bây giờ. Hiểu không? Kiểu như là ở đi chút gặp khu mã vậy đó, khu nghĩa trang nhỏ nhỏ khoảng 5-6 cái mộ vậy đó đó. Mà ở trên quê ngày xưa là coi như là người ta chôn không có áo quan, không có quan tài hết đó, chôn cũng lắp đất là vậy thôi chứ không có kiểu như mã bằng đá bây giờ đó. Cho nên mấy đứa biết cái vụ mà phốt pho đỏ mà khi mà tiếp xúc với oxy nó sẽ bốc cháy không? Xong rồi nó sẽ ra cái lửa ma chơi đó. Đúng rồi, đúng rồi, học cái này nhiều lắm. Cho nên là khi mà Út Thu đi, bắt đầu từ nhà đi đó, từ nhà 300 mét đi là bắt đầu, vừa bước ra khỏi cổng nhà là bắt đầu thấy những cái cục lửa nó bay lên, nó bay, trời má ơi, nhỏ bay lên lên lửa như này, càng lên cao nó càng bự, mà nó bay thành vòng này nè, giống như là có người cầm những cái cục lửa đó xoay vòng tròn vậy nè. Trời ơi, sợ quá. Rồi xong quăng gánh chạy vô nhà luôn, trở lại luôn, không dám đi bán nữa. Rồi mẹ chị cũng đã từng thấy rồi, đứng ở bên nhà này thì đằng sau nhà là nguyên cánh đồng luôn, thì đứng ở giữa cánh đồng á là có những cái cục lửa ma chơi mà mẹ diễn tả nó bự bằng, mấy đứa biết cái nia không, như quê cái nia rất là to, nó giống cái sàn, cái nia để người ta phơi đồ á. Là cái gì? Cái từ nia. Từ tôi lên mạng tôi sợ cái nia liền cho mọi người coi cái hình cho dễ nè. Nói giờ tôi chỉ biết có cái nỉa à. Cái nia hả chị? Cái nia, N-I-A, nia. Cái nia. Cái nia. Nó to lắm, nia. Nó giống cái sàn vậy đó. Nó giống cái sàn thì nè. Đây mọi người, cái nia là cái này nha mọi người. Cái nia là cái này nha. Mà bự lắm. Cái đây, này cái nồi mà. Cái này cái nia. Đó. Cái nia là cái này nè bà. Cái đường kính của nó là cũng phải 1 mét hơn đó. Nó bự á. Thì bự lắm á. Bự bằng cái nia. Cái cục lửa nó bự bằng cái nia là mấy đứa hiểu là nó bự khủng khiếp cỡ nào. Trời ơi. Hiểu không? Ừ. Yeah. Ừ, có cái chỗ đó có thể là mộ tập thể không nên, có nghĩa là khi mà nó bốc lên, hiểu không? Quá nhiều cái khí đó. Nó cháy thành nguyên một cái đốm lửa to như vậy luôn. Thấy ghê lắm. Trời, có đứa ghi là cái nia bún đậu mắm tôm kìa. Nó đang kể chuyện ma đó, mày nghe nói tao thèm bún đậu mạc nhân qua. Thèm bún đậu mắm tôm với mấy má, tại vì cái hẹn bún đậu mắm tôm ở dưới nhà tôi nó đóng cửa rồi, thèm bún đậu mắm tôm lắm. Ừ, bún đậu là cái mẹt mà chứ đâu cái nia. Ờ, bún đậu là cái mẹt. Cái mà. Mẹt là một cái nia nhỏ. Còn cái mẹt mà bún đậu là cái nia mini. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Rồi để tôi nhớ coi còn cái chuyện gì kể cho nghe. Ngày xưa bà nội kể là một bụng chuyện ma. Mà bây giờ là bà nội mất rồi, bây giờ lớn lên cũng quên hết từ từ rồi. Bà nội kể ngày xưa là bà nội chuyên môn đi bán, mà ngày xưa là chỉ đi bộ thôi, không có xe đạp, không có gì trơn, đi mà băng rừng đi đó. Bữa đêm là phải đi ra chợ là tờ mờ sáng mới bán kịp đó. Rồi bán nguyên một ngày xong đi về tới nhà là cũng gần nửa đêm nữa,
có nghĩa ngủ được có chút xíu à, hiểu không? Thì khi mà đi về nhà coi như cũng giấc 7-8 giờ đó, cỡ cỡ vậy, thì đi ngang cái đường đó, bình thường đi không sao hết, tự nhiên bữa nay đi, tự nghe bắt đầu trên ngọn cây có tiếng chặt cây. Trời ghê ghê. Nghe tiếng chặt, bắt đầu cây thứ hai nghe tiếng chặt, cây thứ ba nghe tiếng chặt, nguyên một hàng bắt đầu chặt hết nguyên một hàng luôn. Má ơi, nổi da gà nè, mấy mẹ lạnh sống lưng rồi nè. Rồi xong, mà cũng coi như là bây giờ nếu mà quay đầu lại thì cũng không có chỗ ngủ, mà đi tiếp thì sợ, bây giờ phải sợ cũng phải đi về nhà thôi, sợ cũng phải đi về nhà, cho nên là lẩm bẩm trong miệng á, nói là thôi khúc mày á, đây đừng chọc tôi, bây giờ cho tôi đi về nhà đi, tôi còn con nhỏ đồ này kia, tôi phải đi bán đi buôn đồ, ngưng bặt luôn. Bà nói đâu trong học thì ngưng bặt luôn, có nghĩa là một cái thế lực gì đó chứ không phải là con người làm, hiểu không? Đó, cái đầu là đi ngang, đi nhanh thì nhanh, đi về luôn. Thì đó là một trong những lần mà bà nội gặp ma, còn nhiều lần bà nội gặp ma lắm. Rồi bây giờ bác sang câu chuyện khác nè. Cái này là ông ba là em của bà nội. Ủa không. Em ông nội là bác ba chứ. Xin lỗi mọi người. Có con mẹ đang comment. Chị ơi, có cái nào đi mà chị kể tiếp. Trời. Dạ. Quỷ sứ thật sự. Không có rồi, rồi. Kể tiếp đi chị. Sao chú ý cái nọng của chị hoài. Sự chú ý của ta và phải cái nọng của nàng. Chú ý câu chuyện của chị. Chị kể câu chuyện. Có chú ý mà em bị mất cười. Dạ ok. Chú biết không, ngày xưa Bình Dương á, là có một cái khu gọi là Tam Giác Sắt. Là gì ạ? Tam Giác Sắt bên Bình Dương là cái thời chiến tranh đó, là lúc đó có nghĩa là ngoài địa đạo Củ Chi của thành phố Hồ Chí Minh thì Bình Dương có một khu Tam Giác Sắt. Có một cái khu nói chung là cũng có một cái khu địa đạo nữa của Bình Dương mà ít người biết lắm. Bình Dương cũng có địa đạo nha, mà phải địa đạo Củ Chi, địa đạo Củ Chi của thành phố. Thì cái khu này coi như là ngày xưa lại kêu là chiến tranh là đánh ác liệt lắm. Tay chết quá trời luôn. Mấy ông Tây với bà Đầm chết quá trời chết luôn. Dạ không đang livestream. Kể đi chị. Con em ma nó đi đâu vậy? Em về lấy bánh. Rồi đây em vô nè. Đi lấy bánh mà đúc nha. Thời chiến tranh trên tranh rất như rạ luôn. Cho nên là cũng rất là nhiều ma. Dân mình chết rồi, Tây chết cũng rất là nhiều ma. Xong rồi Ông nội lúc này chưa lấy bà nội. Thì bà nội nghe ông nội kể lại, xong bà nội kể lại cho chị thôi. Thì ông nội đi đâu cũng nửa đêm nửa hôm, về tao biết ngày xưa thiệt á, đâu có đèn đuốc gì đâu, đi nửa ban hôm đi vô cái bóng tối vậy đó, hay thiệt. Như bây giờ tụi mình chắc không đứa cho đi, chứ không đứa nào dám đi đâu. Không hôm bữa em có đi rồi đó. Đi rồi hả? Em đi đâu hôm bữa em đi quay phim Lưới Trời á, xong rồi em được đi xuống dưới. Chị Cano kể xong cái câu chuyện này, em sẽ kể tới câu chuyện đi phim của em. Thì tối đó là đường ở đó nó nhỏ mà cũng không có đèn đâu. Trời ơi, cũng sợ lắm á mọi người. Nhưng mà thật ra là em công nhận là em lì thiệt. Kiểu vẫn cái tâm lý cũ á, là mình cứ chả không làm gì ai thì chắc không ai làm gì mình thôi. Thế là cứ phóng xe máy đi vào đi về khách sạn thôi. Mà đường không có đèn quá gì nha. À là đi xe máy, ít ra còn cái đèn xe. Còn cái này coi như là diễn tả là đi giữa một cái màn đêm tĩnh mịch luôn. Đi coi như là đi vô hư vô luôn, nowhere luôn đó. Ngày xưa là nhà rất là thưa, kiểu như đi phải cả cây số nhà mà chỉ xài đèn dầu thôi. Hồi xưa mà đó, cho nên khi mà ông nội đi lúc đó cũng mấy mười mấy tuổi, khoảng 13-14 tuổi, nói chung là cũng còn thiếu niên, nó chưa lên thanh niên nữa. Đi gì đó, tự nhiên ông nghe lọc cọc đằng sau, rồi đó nghe là có điềm rồi, tự nhiên nãy giờ không có nghe hết, đằng sau là tiếng guốc tiếng chân đi. Một hồi quay lại thấy một cặp tình nhân mà tay nha, cầm nhưng mà không có cái đầu, mất trời cái đầu rồi. Trời ơi, ổng coi như ổng coi, ổng chạy một cái phạt luôn, chạy quá trời chạy luôn, chạy điên chạy phục luôn. Em xin lỗi, mà cho em một cái thắc mắc được không? Chứ sao? Ủa, nhưng mà ý là ổng nếu không thấy đầu sao biết là người Tây? Thì cái chán tại bộ đồ. Cao to này nọ đó. Ủa, ổng Tây bà Đầm thương hết. Người Việt của mình á, mấy năm gần đây là coi như là mới ăn đồ đồ kia mới to ra thôi, chứ ngày xưa là người Việt với người Tây là nhìn cái phân biệt được liền, người Việt mình nhỏ xíu à. Xong rồi chạy một hồi, xong rồi ổng chạy quá trời chạy luôn, gặp một chiếc xe bò. Biết xe bò không? Xe có hai con bò. Xong rồi một cái chiếc xe có người đánh con bò để biết, biết, biết.
ổng xin đi nhờ cái ông đó xe bò đó. Ông nói, trời ơi, ơi, con mới gặp ma, chú ơi, cho con đi nhờ, con sợ quá. Cái ông đó kêu leo lên ngồi. Hên quá, mừng quá, có người leo lên rồi. Cái người quá má ơi. Hồi nãy con gặp vợ trong kia ma, con sợ quá, không có đầu gì trơn. Cái ông đó nói là, phải không có đầu giống vậy, em quay qua ông đó không có đầu luôn. Má ơi, ơi. Khúc này là bà nội kể thêm, chắc là cái khúc này không có rồi. Cái khúc này là giống như ông lúc đó ông an toàn rồi. Bà nội thấy cái câu chuyện chưa đủ áp phê, bà nội kể thêm ví dụ ông không có đầu, hiểu không? Vậy đó. Yeah. Ừ. Trời chứ nếu mà gặp ma hai lần đó, nhẹ ra rồi đi sống chi nữa. Không thiệt chứ. Không có đầu giống vậy ông quay ra. Ê, bà ghê quá. Bà bớt ly cái mặt bà lại gần được không, sợ không xỉu. Chị có cái nọng chị sợ, cái mặt chị đâu có sợ cưng, cái mặt chị dễ thương chết. Ôi ghê quá à, chị tâm chất cổ à. Làm rồi, bây giờ y chang cái mặt đó vào lúc khuya nha chị Cano, làm y chang cái mặt đó lại cho em. Chị làm lại y chang cái mặt cho hồi nãy. Ôi, đưa còn vô. Má ơi, đừng có đi kêu bà làm lại. Ê, má ơi. Nhìn nhìn tao giống đóng phim Sắc Đẹp Ngàn Cân. Không giống thiệt. Lóc như giống lúc Minh Hằng chưa vào phẫu thuật. Ờ đó. Rồi bây giờ tới đứa nào kể đây chút đây, bây giờ tao suy nghĩ tao nhớ là câu chuyện nào, nói chút kể em tiếp nè. Nha. Em kể cho mọi người nghe câu chuyện này, em vừa mới nhớ ra luôn, kỷ niệm đi phim của em hồi 2 năm trước. Đợt đó em đi phim 2 năm trước hay 3 năm trước gì không nhớ. Thì có một cái cảnh em quay ở cái cầu, mà cái cầu đó nó nằm trong rừng cao su. Mà mọi người biết rừng cao su mà mình mà tụi em xuất phát đến chỗ quay là tầm 3-4 giờ sáng. Không, 3-4 giờ sáng phát là cái giờ tới. Cái giờ 3-4 giờ sáng là cái giờ tụi em tới. Tụi em tới là... cái rừng cao su đó. Thì trong cái đoàn của em có một cái chị make up. Chị ấy kiểu thường là chị ấy sẽ thấy những thứ không nên thấy. Thì cái lúc mà tụi em chuẩn bị tiến vào cái rừng cao su rồi, lúc đó vẫn còn ở trên đường lớn, thì chị đã mới nói là một tiếng nữa vô trong rừng cao su á, thì nhớ giữ trật tự, đừng có la hét âm sùm, đừng có chửi bậy chửi này với nọ, cứ niệm Phật, niệm Phật càng nhiều càng tốt. Thì chị ấy nói như vậy, mà lúc đó tụi em cũng kiểu trên một cái xe đoàn á, nó rất là to mà nó rất là vui. Thì lúc mà tụi em vô tới rừng cao su rồi, vô được tới rừng cao su rồi, đi trên đường tới đó, thì tụi em vẫn cứ kiểu cũng không để ý á. Cứ giỡn đi xì đùng, còn bật Vina House. Xong rồi cười nói tưng bừng qua lá hẹ hết trơn. Một lúc sau thì tự dưng bọn em lại thấy cái mặt của chị make up nó xanh lè xanh lét à. Xong rồi tụi em mới kiểu tắt nhạc, tụi em mới hỏi là ủa sao vậy sao vậy. Xong cái bà mới nói là chị đã dặn mọi người là vô trong rừng. Ôi mọi người em khỏe mà em nổi da gà luôn á mọi người. Chị đã dặn với mọi người là vô trong rừng cao su rồi thì đừng có đùa giỡn, đừng có bật nhạc sùm, đừng có cười nói các kiểu này nọ. Mà mọi người không nghe lời chị, rồi bây giờ người ta không có ưng rồi kìa. Trời ơi là trời, bà nói câu đó mà em thấy điều em muốn đái ra khỏi, em muốn đái ra quần luôn á mọi người. Số cuộc em đái nói... chưa? Em đái chưa? Mọi người muốn biết em đái chưa? Rồi chị Quy là đái chưa, em đái chưa đái thì cũng đâu có liên quan đến câu chuyện. Xong rồi chị kể tiếp là kìa, người ta đang đứng ở ngoài, ở trước cái cửa xe mà người ta đang rất là quạo luôn á. Trời ơi là trời, má bà nói tới câu đó là tụi em tự động tắt nhạc. Xong rồi tất cả mọi người im re luôn. Tất cả mọi người im re, xong mình niệm Phật. Câu chuyện có thiệt luôn á mọi người. Rừng cao su mà có cây cầu giống ở cầu Gãy Bình Dương vậy cưng. Nó cũng xa xa trung tâm thành phố mình đó chị. Rồi tới ai? Giờ tới đứa nè. Giờ hả anh nè. Em hả? Thật ra thì em không cô biết gái nửa cường. Cô gái nửa cường hả? Không sợ bất cứ thứ gì hết. Không, em thật nếu sự luôn ma, là nếu gặp ma sẽ đàm phán với ma. Đồ đàm ơn cho tôi ngủ đi, cái ma tôi đi quay nữa. Một cô gái biết đàm phán với thế giới bên kia. Không mà cái câu chuyện sau đó mới vui ạ. Câu chuyện sau đó là em đi qua phòng bạn diễn của em. Thì phòng đó là hai bạn nam. Thì em mới nói là trời ơi ghê quá, tối hôm qua em mới bị vậy đó. Thì hai bạn mới có một cái dao, mà kiểu dao xếp thành một cái giống như là đúng rồi, đúng cái rồi. Tấm hình chữ nhật á. Cái là ok vậy thôi, hai đứa tôi là nam thì tôi nhường cho bà nè, bà cầm đi, bà qua em phòng bà đi. Thế sao em để dưới gối của em.
Thì tối hôm đó em không còn gì nữa mà. Hoặc là em nghĩ là sau cái khi mà em bày tỏ hết những cái gì mà em muốn nói rồi thì mọi người cũng hiểu á, thì em không gặp nữa. Sau ngày hôm sau em đi ra ngoài quay thì em thấy mặt hai bạn nam rất là biến sắc. Em hỏi sao vậy? Em kêu trời ơi, ghê quá, tối hôm qua tôi nghe ai gọi tên tôi đó bà. Thì Ghê tối hôm qua tự nhiên tôi đang nằm trong phòng mà cứ nghe gì gọi tên. má. Ê, Xong được tới mà cái mức mà đàn ông gọi tên mà. á. Ồ, Người ta ổng đi nói gọi điện đó, cho người đi yêu trong ổng. rừng, đi những cái chỗ mà xa xa, ít người vắng, mà khi là có âm khí nhiều, là không được gọi tên lẫn nhau. Em có Hiểu gọi không? đâu. Thì mới nói là trời ơi ghê quá, bị gọi tên. Em mới nói là vậy thôi để em trả con dao cho. Thì đàn ông mà. Thôi cầm đi không cần đâu. Thế là mấy ngày về sau cứ tiếp tục, rồi em bị gọi tên ghê quá mà em trả dao thì nhất định không lấy. Rồi nói chung là cũng 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 rất là nice, nhưng mà trong đoàn á cũng có một cô bé thấy thấy được người âm. Thì lúc đó tụi em quay ở một cái chỗ có biển, thì tụi em đi chơi đi tắm biển với nhau, thì đi rất là nhiều người. Đi lúc đó là đoàn quay thì chỉ có hai anh chị phải quay thôi, thì còn lại tất cả những diễn viên khác thì được nghỉ. Thì tụi em mới lấy xe điện đi ra một cái bãi biển để quay, mà biển ở trên cái đảo rất là vắng, tại vì đảo đó mùa đó chưa có du lịch, thì chỉ có đoàn phim tụi em thôi. Thì đảo biển rất là vắng, lúc đó 4-5 giờ gì đó. Thì bắt đầu tụi em tắm thì trời mưa, xong rồi em là một cái đứa thì em đi biển thì em chỉ thích là kiểu nó lưng lưng ngay chân mình thôi, thì nó kiểu cảm giác an toàn á. Còn nhiều người thì họ thích đi tắm xa, thế là em với lại cái cô bé đó thì cứ ở trong bờ, nó sắp sắp ngang người thôi. Xong rồi em cứ thấy mặt cô bé biến sắc, xong rồi bé nó cứ quắc quắc mọi người vô là mọi người ơi đi vô trong đây đi, đừng có ra ngoài đó chơi nữa. Thì em mới kêu là mọi người chắc là thích mạo hiểm chứ không phải là như chị em mình là thích ngâm với biển thôi. Xong rồi mặt con bé rất là kiểu mọi người đi vô đây đừng có đi ra đó xa lắm. Thì có một cái sợi dây, là cái sợi dây đó kiểu như là đừng có đi ngang qua sợi dây đó, tại vì cái khu vực qua sợi dây đó sẽ nguy hiểm. Thì em nghĩ là bé đó sợ là mọi người sẽ đi qua sợi dây thôi. Thì em chỉ nghĩ đơn giản mà thôi, sau cũng ngồi cười giỡn tắm với nhau xong. Xong rồi con bé đó cứ quắc mọi người vô hoài mà mọi người không vô. Thì bắt đầu trời mưa, trắng trời luôn không thấy gì hết. Thì mọi người mới bắt đầu thôi mưa to quá mình đi về. Thì đi Tắm lên trên biển xe. luôn. Xong đi lên trên xe thì bắt đầu em mới hỏi là ủa sao lúc nãy em gọi mọi người vô mà kiểu như là hơi serious, hơi nghiêm nghiêm túc quá vậy. Thì bé đó mới nói là không có gì đâu chị, bình thường thôi à. Thì tụi em đi về khách sạn, nhưng mà em nghĩ là phải có cái gì thì cứ kêu hoài, tại vì xa bờ nhưng mà ý là mọi người vẫn đứng được tới đây. Mà ở ngoài đó thì có rất là nhiều anh kiểu to con lớn đô con á, thì em nghĩ là chắc không sao đâu. Thì bé đó mới sau này mới nói, mới kể với em là lúc đó đi á thì em thấy là rất là nhiều người đang vẫy bọn mình ra chơi chung, Trời ơi, rất là là nếu mà nhiều người ở đó đang đang rủ tụi mình ra chơi chung, cho nên là em nói với mọi người là đừng có đi ra ngoài đó ghê lắm, đi vô trong đây đi. Trời ơi em kể mẹ nổi mấy má cái ơi, ông. nói câu đó mà điếng người luôn trời. Xong rồi em Trời kêu trời ơi, ơi má. sao lúc đó em không Cần nói với chị, lắm á. em nói là trời ơi sao Không, không mấy cái đó nói là với thiệt chị, đó kêu mọi là người. Thật tại vì sự là em thấy thiệt mọi người đang đó. chơi em sợ mọi người sợ. Em kêu là trời ơi, em thấy phải gọi mọi người vô chứ làm sao mà em vậy, rất là đáng sợ. Xong rồi em kêu trời thôi cũng may mắn là không có cái gì đó xảy ra, mưa xong rồi mọi người lại đi về liền luôn. Mà xong rồi bé nó cũng có mấy lần cũng có kể với em á là đi quay xong rồi đi qua cái cầu, một cái cầu bắc ngang sông á, thì cứ mỗi lần bé đó nó diễn, không diễn thì không sao, mà cứ mỗi lần diễn đi ngang qua cầu là ngồi xuống khóc. Xong rồi không quay được, quay tới quay lui, quay tới quay lui Ê bao nhiêu mọi người, lần em xong cứ nghe ngồi. kiểu là nếu mà bị dựa là sẽ tự động khóc á, sẽ khóc mà Không phải. kiểu không lý giải tại sao á, Xong rồi nếu mới mà bị dựa. đạo diễn mới hỏi là bé đã bị gì mà khóc. Thì bé đó mới nói là mỗi lần con đi qua cái cầu đó là mọi người cứ kêu tên con, kêu con là giúp mọi người đi. Xong rồi cái khóc. Thế là bỏ cảnh quay đó không quay được luôn. Nói chung còn Sao em em không đứng ra thì đàm phán giùm cái bạn đó? Nói trời ơi, làm không, ơi cho lúc tụi đó tôi quay đi, đừng cái có phim kêu đàm tên phán nó con chưa bé có đó em, nữa. cái phim nó chưa có em. Thật ra nha, em nghĩ á, là dù là làm âm hay vô, có mình nói chuyện được
thì em nghĩ là mình không làm gì người ta thì chắc chắn là không ai làm gì mình hết. Và thật ra có một điều nữa là em sợ coi phim mà kiểu những cái nhân vật biến thái, psycho, bị tâm lý, tâm thần hơn là phim ma. Giống là The Store hoặc là gì nhờ? Lưỡi cưa rồi á. Tại vì những cái phim nó những cái ví dụ là người với người thì nó sẽ tác động được á. Nó ghê hơn là bố của mẹ. Vậy là hai đứa mình ở hai thái cực đó hả anh? Tại sao vì giờ chị không có sợ những cái gì mà hữu hình, chị thích những cái gì mà nó thực sự tâm linh, giống kiểu như ma Thái Lan á. Yeah. Nó phải thích bằng nghiệp, hiểu không? Có nghĩa là mày làm điều ác mày sẽ gặp ma. Đúng rồi. Em rồi em ma đi. Em ma tôi nói bỏ máu nhãn tiền. Con mèo của em. Em ấu ơi, con đi ra ngoài đi con quậy là quá tại vì đang livestream mà. Như em nói là nếu mà mình không làm gì xấu, tâm mình tịnh thì mình sẽ không có sợ những cái điều đó. Quậy quá. Thì đúng rồi, tất nhiên. Lúc nào. Yeah. Nhưng mà em hiểu không? Phim ảnh nó sẽ chắc cái tâm lý của mình làm cho mình sợ. Hiểu không? Hiểu không? Tại vì mình đã chứng kiến cái nhân vật chính nó làm chuyện ác, tất nhiên người đó sẽ gặp ma, cái chuyện đó là chuyện đúng. Ở trong cái phim, từ phim Nhật hoặc là phim Hàn, phim Thái Lan, nói chung là phim cái khu châu Á của mình á, thì nó sẽ đánh mạnh yếu tố tâm linh hơn. Còn nếu mà em coi những cái phim mà như so, chưa, phim so tại vì cảm giác người nó làm nó quá thật đi, nhìn bị sợ, nhìn y bị ghê, bị rợn mắt á. Ôi em thì lại thích coi mấy cái như The Saw hay là Ngã Rẽ Tử Thần nha. À vậy là em giống hả anh? Em mà thích coi. Em có câu chuyện này nó cũng liên quan, hơi liên quan tới việc đó, nhưng mà không biết là chuyện vui hay là chuyện buồn nữa. Đó là hồi xưa á mọi người. Xong rồi kiểu nhìn mình bánh bèo và xong rồi có anh kia ảnh rủ đi coi kịch ma mọi người. Anh đâu đi coi kịch ma chung với lại rất là nhiều người, xong ảnh kêu là anh chắc là anh nghĩ em đầu là ô mé này vô trong đó là nó sẽ sợ ma, xong rồi trời anh em sợ ma quá hay gì, xong cái dạ đi coi đi cũng được coi kịch ma, cuối cùng vô em là cái người để người khác dựa dẫm à. Anh kêu trời ơi em ơi đi về đi không coi em kiểu không em ơi em à, anh ơi cái này mình phải hết bằng tâm lý. Em bị lừa rồi. Em người bị lừa rồi hả? Anh sợ để rút vô người của em. Dạ không, em không cho rút vô người. Ta dễ rồi. Không có. Dễ gì. Không được. Trời ơi, ổng tìm lý do để ông rút vô người mày đó. Ổng rút vô nách em đó. Ghê quá. Chuyện. Dọn em mà nãy giờ rất điện thoại hoài luôn á. Em ăn nãy giờ là nó không có tập trung được. Không, tao nghe, tao có nghe. Nó lên tới cái gì á? À, em hấp pin điện thoại, em sạc pin, em đang sạc pin. Ma ơi. Em hấp pin nè mọi người. Ma. Dạ. Người ta nói á, nuôi mèo đen á. Dạ. Con mèo nó được mắt đó. Ê, chị bớt đi, em nói thiệt, em sợ lắm á. Thiệt đó, người ta nói vậy đó. Ôi, được rồi. Mày hiểu đâu tình yêu không? Rồi mấy cái mày nói một tiếng nữa là tao tắt livestream, tôi đi ra liền luôn á. Cái mặt hiền như là chị Cano đúng kiểu tắc. Là cái mặt mấy người mà kể chuyện ma cho mấy đứa nít xong rồi họ dọa đó. Ghê chưa? Biết chưa? Ghê chưa? Biết chưa? Ghê quá. Như mấy bà phù thủy á. Ghê. Em nhớ em có nhớ ra một câu chuyện mà hả mẹ em gặp chứ không phải em. Cách đây 3 năm lúc mà em đi quay phim Hầu Về Mặt Trời ở Phú Yên á. Là đoàn của em là từ cái trung tâm Phú Yên đi thêm 40 cây số nữa mới tới cái địa điểm quay. Thì là quay là tới tầm 2-3 giờ khuya mới về. Thì mỗi ngày là được 2-3 giờ khuya mới về. Xong rồi hả, thì lúc đó là tại vì em bị tai nạn ở trên Phú Yên. Xong rồi mẹ em mới đi theo chăm sóc em. Là ngay cái thời điểm đó em bị tai nạn mà cái mặt em nát hết nửa mặt bên này luôn rồi. Thì quay phim á là quay nửa mặt không, quay nửa mặt bên kia. Đấy, xong rồi. Đợt đó nó buồn lắm. Thật ra lúc đó là con Hiên mới đi sửa cái mặt, hiểu không? Nó đi làm cái mặt cho nên là nó bị tai nạn thôi, chứ nó đi sửa cái mặt bên đây, hiểu không?
xong rồi mai mốt á nó sẽ bị lý do là nó sửa bên đây xong nó bị lý do nó bị tai nạn bên đây nữa, nó quay nữa cái mặt bên đây. Ghê quá. Ghê. Xong rồi nha, xong rồi ngay cái lúc đó là mẹ em là tức tốc từ Sài Gòn lên để chăm em luôn, thì tại vì em còn cảnh quay mà cái cảnh đó bỏ không được nên quay là em quay nửa mặt bên này, thì đi đi lên đó thì đoàn có sắp xếp một cái khách sạn ở để mẹ con em ở, thì là trong khách sạn đó thì có nhiều diễn viên, xong rồi tổ quay nói chung là nguyên một đoàn ở đó, là ở hai cái khách sạn lận, thì em với mẹ em ở khách sạn thứ hai, em với mẹ em ở ngay cái lầu một mà cái phòng như cái ban công. Lúc đó mà kiểu như là hả, em bị tai nạn xong rồi hả, người em còn thuốc mê trong người á, người nó cứ bê vậy nè, mà kiểu mệt nằm xuống là chỉ có ngủ thôi, không có biết gì hết trơn á. Thì mẹ thì thuê cho em với mẹ em một cái phòng đôi hai giường, em thì nằm cái góc giường ở bên trong, mẹ em thì nằm ngay cái giường ở ngay lan can, là giống như là mở cái cửa sổ ra là thấy nguyên cái lan can á. Tối hôm đó em ngủ say mê, ngủ không biết gì hết trơn á, thì cái cửa kiến mà ai đứng ở ngoài là thấy liền, mẹ em thấy một người đứng ở ngoài lấy cái tay mở cái cửa ngay cái lan can đứng nhìn vô vậy nè, mà mẹ em kiểu ớ cái miệng mà không có nói được, mà chỉ thấy người ta thôi nha, thấy người ta đưa tay lên. Trời ơi má ơi, thiệt á, trời đất ơi, mẹ em kiểu như mẹ em sợ, mà kiểu lần đầu tiên mẹ em thấy cái chuyện đó, mẹ em sợ quá trời sợ luôn. Cái xong rồi kêu em không nghe, tại em lo ngủ, em ngủ mê, ngủ mê em không biết gì luôn. Xong rồi sáng hôm đó dậy, cái mẹ em mới kể cho nghe cái chuyện đó. Cái xong rồi em cũng nói trời ghê vậy mẹ, thôi trả đi, kêu người ta đổ phòng cho mẹ con mình đi mẹ ơi, thôi con không ở đây nữa đâu, tại cũng sợ. Xong rồi nói gì lại bên đoàn đổi cho một cái phòng khác, thì hai anh âm thanh với ánh sáng đi vô phòng đó ngủ. Ngủ xong cái đêm đó hai ổng cũng đi ra luôn. Xong rồi hả, xong rồi cái phòng đó hả là bị nguyên đoàn truyền tay truyền miệng nhau, xong nó hả ai kêu vô phòng đó cũng không ai dám vô luôn. Đấy đó, cái câu chuyện mẹ em gặp là vậy. Rồi giờ mình kể chuyện hơi ghê đó, cho nên là em phải đi lên phòng hay mọi người, em không ngồi dưới bếp được đâu. Để chị kể một câu chuyện về ma dưới bếp cho em nghe nha. Bớt nha, bà cho tôi lên đó. Ê, chị cái đồ con mắt của chị rất sợ luôn á, em nói thiệt đó. Thôi chị kể thăm ba phòng ngủ đi. Đừng, cho em xuống em tắt cái đèn bếp để em mở thấy hai cái đèn lận. Mọi người kêu hỏi là sau lưng chị ma có ai, sau lưng tôi có trong Cúc nè mấy bà. Rồi bây giờ đứa nào đăng cai kể chuyện nè. Trong Cúc là chồng tôi nha. Ê, tôi đấm vô mặt bà liền nha, chỗ này là chứ không chị ủa? em chứ bồn bây giờ mới giỡn nghe hả? À, hỏi bắt chồng hả? Trời đất ơi. Nè, tôi và anh ấy thậm chí còn nhuộm tóc giống nhau, cố làm được điều đó. Xin lỗi à, mai tôi đăng hình tóc đỏ tôi lên cho bà coi. Thêm ơi. Dạ. Kích hai cô nàng ra đi. Để hai cô nàng họp nhóm riêng rồi phân chia bất bại qua ai chồng ai. Rồi, quay trở lại nè. Đó. Rồi bây giờ xong chưa? Chị... Ai đặt ai? Rồi con mẹ hả anh set up con bà hả anh vô chỗ ổn định chỗ ngồi ok sớm đi cho bà cả nô bà kể kìa. Ổn định rồi, chị ổn kể chưa? Đi. Bây giờ nó nghe nè, bây giờ chung là chồng ai? Chồng em. Vậy tôi phạm là chồng ai? Chồng ai không biết. Em nói chị nghe nha, chuyện riêng á, chị để chuyện riêng, chị đừng có kỳ cục, chị đừng có lo chuyện riêng như chuyện công. Chị biết gì? Tôi chỉ là em trai của em thôi. Nói chung là người nào áo xanh dương là chờ vợ của Tuân Phạm. Phạm. Phạm quá à. Thì chưa, tao mắc kể quá rồi, bây giờ cho tao kể không? Thôi, kể đi. Kể đi. Bây giờ nếu mà nói tên cái người này ra thì cũng hơi kỳ thôi. Bây giờ nói trên một cái blogger, beauty blogger giấu tên đi. Một cái nữ beauty blogger giấu tên đi. Rồi đứa nào gọi muốn biết A đi.
Ừ, chị A đi, hồi nãy có anh em, bây giờ chị A đi nha. Bây giờ đứa nào muốn biết danh tính thật á thì nhắn riêng cho chị thì chị kể. Inbox, inbox. Ừ, thì chị A này là đã có chồng rồi, một cái đứa con gái. Hai người lớn trong nhà có căng, mà con bé nhỏ mới có 3-4 tuổi lại có căng. Ôi má ơi. Con nít dễ thấy lắm. Con nít dễ thấy lắm. Chị A và chồng đi Đà Lạt chơi, và em bé đi Đà Lạt chơi, mới bước vô phòng. Con bé hỏi, mẹ ơi, mấy chú đứng đằng sau rèm là ai vậy mẹ? Má ơi. Trời ơi là trời. Xong rồi cái câu chuyện đó là bà có đổi phòng không không biết. Nhưng mà bắt đầu tiếp tục, vợ chồng dẫn đứa con đi ra ngay chỗ cái thủy tạ đó, ngay chỗ cái hồ nước á, hồ Xuân Hương đó, cái thủy tạ, cái một cái màu tím tím đó, cái gọi là bích câu gì đó. Ừ đó. Thì ra đó chơi, xong rồi đang ngồi uống cà phê ngay bờ hồ á, cái đứa con nói tiếp. Mẹ hay phát biểu lắm, mà mẹ phát biểu câu nào là chết câu đó. Mẹ ơi, sao có chú bò trên cái thành hồ vậy mẹ? Trời ơi. What? Trời, cái hồ mà năm nào cũng có người chết đuối, mình nó nói câu đó coi có muốn lại nó không. Xong rồi mẹ nó lật đật bưng nó bứng ra, nó ra chỗ khác liền, không cho đứng lại gần bờ hồ nữa. Ủa sao im re vậy? Sao im re vậy? Câu chuyện này hơi sợ. Một khoảng lặng. Câu chuyện này hơi sợ. Mà có nghĩa là qua cái lời nói của một đứa con nít thì mình có thể tưởng tượng nó kinh khủng cỡ nào ha. Ý là mình tưởng tượng rất là nhiều thứ. Tại vì á, người ta nói con nít nó không có nói dối, nó không biết nói dối. Nó nói những cái gì mà nó thấy thôi. Cho nên khi mà mình tưởng ra, trời ơi, là có đang rất nhiều người mà bò ở trên cái thành hồ á. Là những cái dông bị chết đuối á. Là thấy sao? Em nên nó thấy sao? Ủa? Em xin miễn bình luận tại vì câu chuyện quá kinh. Rồi bây giờ tới nước nào đăng cai? Con Hiêm. Hiêm hả? Ờ, tới dòng của con Hiêm. Đất nước Hiêm Phạm à? À. Rồi em còn một cái mẫu chuyện tại căn nhà thứ hai nữa nha. Cái mẫu chuyện này là cái mẫu chuyện được gọi là final. Cuối cùng để tụi em quyết định tụi em dời nhà đi, tụi em bỏ nhà đó, tụi em đi qua một cái nhà khác. Cú chót. Thì cái sự việc đó là vậy. Thì cái ngày hôm đó thì em nhớ đó là một cái là sau khi cái vụ mà hứa cúng mà không cúng á. Cúp điện đó. Rồi sau đó có một cái vụ nữa là em đích thân đi mua dịch quay. Em đích thân đi mua dịch quay để cúng và để giữa nhà. Thì thường thường á, đồ cúng á là phải đốt nhang phải không? Em để nguyên con dịch quay giữa nhà, em không làm gì hết. Rồi sao người ta ăn má? Thì đó, trời, má đốt nhang thì làm là phải có tâm chứ. Thì đó, thì tức chú là ngưng em không biết. Con Hạ Anh nó đang bị dừng rồi, Hạ Anh nó đang bị đứng rồi, lắc rồi. Xíu đi. Rồi, giải lao mọi người ơi, nói chuyện vui tí coi. Mọi người đợi xíu. Đất. Cái. Rồi, nó hót luôn rồi. Hạ Anh đi, kêu Hạ Anh. Kêu Hạ Anh quay lại đi. Hạ Anh, come back em ơi. Nhắn cho bả đi. Add lại bả. Mời rồi anh mời. Ôi lộn, tao mời rồi mày. Bé ơi, vô lại đi bé ơi. Ok. Ủa sao gì bà? Back. Trung Cúc kêu. Đi đâu vậy? Bị lắc. Không nghe tiếng của em. Không nghe. Em bật tiếng lên. Hai em thoát ra đi xong rồi đợi Hiêm nó mời em vô lại. Thái ra đi bé. Rồi anh mời bé vô lại nha. Nói chuyện ngọt ngào gì bà? Ừ. Sao mày bé với lại bé ngọt đó? Ngọt ngào gì bà? Sao mày lúc nói chuyện với tôi không bao giờ bé nói chuyện gì hết trơn vợ? Hả? Trời ơi, em này em kia rồi mày kêu tao với em ma con này con kia. Ờ, trời ơi, kêu chửi là may lắm rồi đó chị. Rồi cái mỏ này bữa nay bị con nào gặm mà nó bị sưng kìa. Mụn má này chứ mụn. Sao mọc cái chỗ khác mụn mà mụn
mà Mộc có nghe môi vợ. Ờ tại hổn á. Hello. Rồi. Ok ok. Nghe rồi. Rồi. Thì là cái lúc đó là Him mới mua một con vịt quay về để cúng, tại vì hứa cúng cho người ta rồi. Mà lúc đó Him không có biết được là cái quy cách cúng như thế nào hết. Thì chỉ về là để con vịt ra giữa nhà, xong rồi để vậy đó. Trời không, ơi. Giống như rồi. Giống như là một cái, em nghĩ ngay thời điểm đó giống như là một cái hành động hổn với người ta vậy á. Giống như đúng người ta rồi. Thấy người ta không ăn được á. Không có thưa, không có đút nha, không có mời người không ta, chứ là một hành động không tôn trọng rồi. Giỡn mặt. Thành tâm vậy. Giỡn mặt. Xong rồi. Rồi mọi người biết cái chuyện này là kinh khủng đến mức độ mà để tụi em phải bỏ căn nhà đó đi liền luôn. Là lúc đó là một cái buổi event của một cái trung tâm tập gym. Nói chung là một cái trung tâm tập gym thì nó có một cái event đó. Thì tụi em là KOL. Thì tụi em đến tụi em dự thôi. Năm tụi em đến đó dự. Xong rồi. Vấn đề là tụi khi mà tụi em về từ nhà thi đấu quân khu 7 đi về. Mưa ào ạt, mưa to, mưa mát, mưa đùng, sấm chớp, âm si đùng hết. Tức là đến gần cái khu nhà tụi em là bắt đầu em thấy mưa quá trời mưa rồi, âm si đùng hết luôn. Xong rồi mọi người biết chuyện gì không? Gió bão mà nó giật cái kiến mà nó giật vậy luôn nè. Nghe canh luôn. Rồi tụi em mở cửa ra xe taxi, tụi em đi xuống đi vô là tụi em ướt chèm nhẹp hết luôn rồi. Mọi người biết cái cảnh tượng hai cái phòng đối diện nhau á, là phòng bên đây là phòng của tụi nó, phòng bên này là phòng của tụi em. Mọi người biết cái cảnh tượng giấy tiền vàng mã rải từ phòng em qua bên cái phòng hai thằng kia không? Mà ở ngoài á, mưa hả, mưa sấm chớp giật đùng nước nó rỉ ở trên cái bức tường vậy nè. Giấy tiền vàng mã rải từ cái phòng em đi qua cái phòng bên thằng Hải San với thằng Đắp Lô. Mà hả, khi mà connect lại á, thì ở đó ngay cái chỗ hành lang của tụi em là có camera ở đó, mà tụi em không may đứa nào dám mở lên coi. Mà cái giấy tiền vàng mã đó là khi mà tụi em mới vừa vô căn nhà đó, tụi em thì cái chị trợ lý á có nói là ừ, cái giấy tiền vàng mã đó là chị mua để chị đốt để chị kiểu khấn giái này nọ. Nhưng mà cái giấy tiền vàng mã nó để ở trên sân thượng và có một cái thùng nó để chắn ngay cái giấy tiền vàng mã đó. Thì không lý nào một cái vấn đề mà bị rải từ bên cái phòng em qua tới cái phòng bên kia. Là cái, ê xí khoan, ngưng 5 giây, là cái nhà này, cái nhà mà con mèo bị quăng á hả? Ừ đúng rồi chị. Là nó xảy ra combo liên tiếp rất nhiều chuyện trong suốt một năm trời. Và cái nhà này cũng là cái nhà mà cái nhà vệ sinh bị khóa trái cửa luôn. Đúng. Mà thì là cái căn nhà đó là cái căn nhà cũ kỹ mà chỉ biết khi vô trỏng á, tụi em con đàn ông trai mà tụi em kiểu em cái tính này không phải là tính của từng đứa, nhưng mà kiểu khó chịu nhau lắm kìa. Kiểu ví dụ hồi xưa em là em tập nhảy cho 4 bạn còn lại, nhưng mà đùng cái em chửi, đùng cái em la, tức là cái đó không phải tính cách bình thường. Nói chung là đẩy sao đâu là mà tụi nó gây lộn xì đùng hết. Và cái điều mà cái chuyện hồi nãy em kể là cái chuyện final để tụi em không thể nào tụi em ở trong nhà đó được. Mọi người tưởng tượng khi mà tụi em mặc vest mà trời ơi sang chảnh, mặc makeup đẹp đẽ, vừa bước lên nhà thấy giấy tiền vàng mã rải. Trời đất ơi, má ơi, cái sợ chính là cái đống giấy tiền vàng mã đó bay thẳng vô phòng á. Đúng rồi. Rải từ cái cửa phòng của em qua bên cái cửa phòng mà nó đi một đường luôn nha. Trời đất ơi. Đấy. Ghê thật sự luôn ấy. Thì cái nhà đó thì lâu lâu á thì hả Hiệp có gặp vậy nữa. Em không biết cái này là cái cảm giác hay gì, nhưng mà mỗi lần tính em thời điểm hiện tại luôn nha, đã rời khỏi căn nhà đó được 3 năm rồi, nhưng mà mỗi lần mà em có dịp em chạy ngang cái khu đường đó, em không hiểu sao em lại muốn đi ngang vô cái nhà đó, em nhìn vô một cái em mới đi. Không, cái này bình thường em, bình thường. Mình cái chỗ mình đã từng ở rồi, lúc nào mình cũng muốn đi ngang để có đầu á. Đúng rồi, em bị vậy á. Rồi đất ơi, rồi để em nhớ coi. À, có một con bé, nó cũng kiểu nó có cảm giác căng ở bên trong á.
nó ngủ trong phòng thu âm của tụi em. Nó nói khi mà nó áp xuống mặt đất vậy nè, nó tự nó có cảm giác có một cái người cũng áp cái tay tự, nhưng mà từ cái mặt dưới lên. Nè ví dụ đây, ví dụ đây, đây là cái bức, đây là cái nền gạch. Khi mà nó áp vậy, nó tưởng tượng cũng có người ở mặt kia áp lên vậy nè, nó có cái cảm giác đó luôn. Ớn thiệt chứ. Hôm nào, hôm nào em mày, mày gặp bà lúc á, mày hỏi chuyện ở Đại Nhân Ngữ, bà kể cho mày nghe. Uy chang. Tao rồi, không biết mọi người ở đây có biết nhóm Monster không á, thì mình đã từng nghe Nicky kể một câu chuyện là cũng thuê một căn nhà mấy tầng. Căn nhà đó có thang máy luôn. Thì lúc mà dọn vô ở thì nghe Nicky kể là hình như không có cúng. Không có cúng, hình như là quên cúng hay sao, tại lúc đó lu bu. Thì lúc đó là Monster, cách đây cũng mấy năm rồi, Monster chuyển sang cái căn nhà đó ở. Thì Nicky mọi người phân chia ra các tầng, và tại căn nhà đó mấy tầng lận, mà căn nhà đó lại thuê giá rất là rẻ nha. Rất là hời. Mấy căn nhà rẻ hay có điểm lắm. Đúng rồi, nhà rẻ. Con thấy mẹ. Xong rồi cái lúc mà Nicky nó với cả mấy đứa bên Monster chuyển sang vô đó ở rồi, thì lúc mà Nicky nó xuống dưới nhà nó ăn bún riêu ở đầu đường á, thì cái mấy cái cô đó mới hỏi là mới dọn qua hả, thì Nicky bảo là dạ. Xong cái mấy cô nó nói là dọn vô nhà đó ở có gì hay hay vui vui thì nhớ kể không? Nha trời đất ơi. Ôi sợ chứ, cái câu mà hàng xóm mà hỏi trời ơi, ủa con nhờ ở nhà đó con có thấy gì không? Không, lúc mà cái khúc mà trời má nổi mà kể mà da gà lại nổi nữa, cái khúc mà hỏi lại là ủa sao có chuyện gì cô, là mọi người sẽ nói không có gì, nhà ở thôi. Xong rồi Nicky nó kể là vậy nè, có một hôm bé Lân là bé em út của Monster ở trên nhà đó, lúc đó anh làm nhạc ở trên phòng mình, lúc đó đang ngồi viết nhạc thôi, lúc đó nhà hình như là Lân lúc đó cũng đang ở nhà một mình nữa, mọi người đi đâu hết trơn á, thì tự nhiên cái cửa tự động nó mở ra mà kiểu thì lúc đó thằng Lân nó hơi quéo rồi, xong nó nghĩ là chắc là gió thôi, nó lại đóng thêm một lần nữa, thì đang ngồi một lúc sau thì đang ngồi kiểu gãy đàn để mà viết nhạc các kiểu này nọ, thì lại nghe tiếng kế nữa. Xong cái thằng Lân nó hiểu rồi, đóng cửa, khóa cửa, dừng tất cả mọi việc, xong rồi Lân mới đi ra khỏi nhà. Xong rồi nó về nó kể lại, xong rồi Nicky kể lại các kiểu này nọ, là có cái nhà đó có mấy tầng, nhưng mà cứ mỗi lần bấm thang máy lên đó, thì nó đều dừng ở tầng 2. Kiểu gì nó cũng sẽ dừng ở tầng 2, có nghĩa là họ không bấm nhưng mà các thang máy nó sẽ auto nó dừng ở cái tầng 2. Xong rồi có nhiều chuyện xảy ra mà không có nhớ cái chuyện đó sao, nhưng mà chốt một cái chính là chỉ biết là cái nhà đó sau đó đào lên nó thấy hai cái sọ người ở dưới cái thang máy. Ghê vậy trời. Nghe thang máy bây giờ mới nhớ nè, có một lần hồi nhỏ em cũng gặp nè. Em đi du lịch đó, xong rồi em ở trong cái khách sạn đó, mà lúc đó nhỏ mà mình lần đầu tiên mình thấy được thang máy, mà kiểu nhìn thấy thang máy xong thấy gì nó giống như là một cái hiện tượng gì khủng khiếp lắm trời, ngộ nghĩnh quá. Xong vô bấm tất cả các số ở trên thang máy luôn. Thế là em nhớ là em lên tới một cái tầng, xong em thấy một cái bà, một cái cô cổ xách kiểu như là đồ giống như lao công á. Thì em mở cửa ra thì em thấy cậu đang đi lên đó. Xong cái em lên tầng nữa, mấy tầng khác nữa, em vẫn nhìn thấy. Mà lúc đó mình còn nhỏ, mình chưa hình dung ra cái việc là tại sao cứ mỗi lần mở cửa thang máy là mình lại gặp đúng cái người đó. Mình hiểu không? Xong rồi em nghĩ là chắc là mình đi cùng tốc độ với lại đó thôi, nhưng em không nghĩ là mình tới tầng nào cũng gặp, đang từ tầng đó em bấm tầng 2, tầng 3, tầng 4 lên tới cái tầng trên cùng rồi em vẫn gặp. Xong khi em xuống dưới phòng, em nghĩ lại, em kêu là ủa, tại sao mình đi tầng nào mình cũng gặp đúng một người như vậy. Mọi người hiểu không? Hiểu. Trời ơi, chị Cano, em lại vậy luôn á chị Cano. Trời ơi.
em la tới nhà chị em đúng, em đục chị đó, chị đừng nói tại sao nha. Biết sao không, cái này có thể giải thích đơn giản hơn mấy đứa coi phim Pokemon chưa đó, thì cái chị lao công đó chính là sẽ có rất là nhiều chị em họ mà giống như nhau luôn, mỗi tầng sẽ có một người lao công. Trời ơi là trời, trời ghê quá à. Ám ảnh luôn á, tiếng rưỡi rồi đó, trời kể chuyện đâu mà kể dữ gì trời. Ủa đã dòng tiếng rưỡi rồi hả? Ừ, bây giờ gần 11. Con đang livestream mẹ. Dạ, con chào cô. Hay chào. Tưởng chào mẹ chứ. Ờ, tưởng chào mẹ. Tưởng chào mẹ. Trời, chào cái là mấy bé vậy đây, bé là em giận đến thêm 10 giây rồi mọi người. Đừng vậy. Giận có 10 giây mà sợ gì? Ủa? 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 Đừng nói nhỏ giận thiệt nha. Trời ơi, chị Cano chị làm cái trò vô tri gì vậy? Treo con mèo lên. Ủa hả, anh đâu rồi bà? Đang mời vô nè. Ủa sao ao ra hoài vậy bà? Tôi bị ao ra là tại vì cái tội tôi ngựa, tôi bị đặt quẹt quẹt, quẹt trái quẹt phải rồi đó. Rồi đó, chị cũng vậy đó, nói chị cũng vậy đó. Tại vì không, cái comment nó che mất cái mặt em, chị quẹt một bên đấy, chị mất không? Ai ngờ nó hết không thấy được hình chị. Bây giờ nó che tới mặt chị rồi đó. Xong chị tức quá, chị quẹt cái chị ra cái hạ nó xuống dưới góc này. Au! Ui da. Sao vậy? Ui da. Mẹ có vô đây đâu. Chơi không mà Cano? Ui da, đau quá. Hả? Cái gì? Cái gì ai làm chị đau? Bà lấy cái kẹp giấy, bà kẹp vô lỗ tai bà kìa. Ủa? Nhưng mà sao, câu chuyện hôm nay con kể cho mọi người nghe là cũng kiểu muốn chia sẻ cho mọi người biết, chứ tụi con không hề có ý gì kiểu chiêu đùa hay là gì. Mong những người thân ở ngoài sẽ hiểu cho bọn con và sẽ không... Ok con. Chọc phá thì tụi con à. Mày phải khấn vậy á, em sợ lắm, phải khấn trước không mọi người ta tưởng nó mình nhà không để thôi, thì chút trước khi ngủ đi đốt nhang vòng là ok, yên tâm mà nghe mùi nhang cái yên tâm liền, hay lắm. Ủa sao tự nhiên cái giận anh thêm 10 giây là sao, anh không hiểu. Ok kìa. Mày tiết mục tư vấn tâm lý tình cảm gì đây nữa, tụi bay chắc riêng cái vấn đề này. Ủa là sao? Rồi tự nhiên cái giận em 10 giây. Ai ở tên comment, bạn nào comment nào nãy em thấy. Thôi thì bây giờ người ta không... Thôi gọi cho hết giận rồi. Ma. Bây giờ hết giận rồi, hết 10 giây rồi. Rồi nãy giờ kể chuyện ma hơi căng thẳng rồi nè, mọi người tạo dáng cho chụp hình cái coi. Ok. Thôi nãy giờ kể 1 tiếng rưỡi rồi mọi người. Rồi. Mọi người ơi, mọi người chụp hình tôi làm kỷ niệm mọi người. Rồi, chào tất cả. Ok. Ok, cảm ơn mọi người. Vâng, cảm ơn mọi người ngày hôm nay đến với chương trình livestream vào tối cuối tuần, và khách mời chúng ta ngày hôm nay là Hà An. Thank you. Cảm ơn mọi người. Chụp rồi chị ơi. Chị. Rất cái nọng vô. Mà muốn chết. À, em sẽ sell lại cái livestream này, nếu như mà ai muốn nghe chuyện ma thì mọi người vô coi nghe nhé. Ok. Rồi. 11 giờ rồi đó mọi người tay ngủ hả? Chưa? Chia tay hả? Chia tay chị ơi, nãy giờ lát tiếng rưỡi rồi, điện thoại hết pin rồi. Không kể thêm mà, không kể thêm chuyện hả? Muốn kể đó hả? Thôi kể thêm đi, kể thêm đi. Kể chuyện cuối cùng. Để nhớ ai kể? Ai kể? Chị kể đi, chị Cano. Thật ra là em cũng còn một câu chuyện nó hơi creepy một tí, nhưng mà nó cũng lại là giấc mơ của em nữa. Không biết mọi người có muốn nghe không, câu chuyện này cũng hơi creepy một chút. Em phải có mấy giấc mơ đặc biệt lắm mọi người. Cô Phương quá à. Sao giống cô Phương Hằng quá, cái gì cũng chuyện giấc mơ không hả? Mọi người thì quý vị thấy được không quý vị? Nếu mà mọi người quý vị muốn nghe thì ok, em sẽ kể cho quý vị nghe mà câu chuyện. Rồi kể đi.
Đang câu quý vị comment sao nè. Mọi người ok mà, kể đi. Ba okay. Cái khuôn mặt đó, yêu cầu là được rồi, mày còn coi comment làm cái gì nữa. Dạ vậy nè, cái đợt trước á, 5 năm trước em còn nhớ luôn, em vẫn nhớ giấc mơ luôn là em mới từ em mới 5 năm trước là em mới chuyển vô ký túc xá ở chung với cả mấy chị nhóm Lam. Thì ở Việt Nam nha mọi người, ký túc xá Việt Nam, thì lúc mà em chọn dọn vô cái ký túc xá mở, thì vào những ngày đầu em ở em có nằm một giấc mơ, thì em thấy cái tòa em ở tự dưng có một người đứng ở trên tầng cao nhất và họ nhảy xuống. Và tiếp theo nữa là một người tiếp theo nữa nhảy xuống. Thì trong lúc đó, trong giấc mơ của em, cảm thấy là mọi thứ nó rất là hoảng loạn, mọi người bắt đầu chạy tứ tung đi. Và cái mà làm cho em cảm thấy rất là creepy và rất là sợ chính là trong lúc mà em đang chạy tới em xem chuyện gì xảy ra, thì tự nhiên là có một bà già ở đâu xuất hiện, kiểu xuất hiện một cái đùng á mọi người, xong mà lắc vai em như vậy nè, lắc vai em xong rồi nạt vào trong mặt của em, bảo là tất cả mọi thứ sẽ còn tiếp diễn nữa, tất cả mọi thứ sẽ còn tiếp diễn nữa. Xong rồi em lúc đó em nhìn lên cái tòa chung cư của em thì em thấy nó nhuốm máu dần. Thì em nghĩ là chắc là mình lại do mà mình vô nhà mới, mình chưa cúng kiến gì mà cũng vô ý vô tứ, không có gõ cửa hay không có làm gì hết trơn á. Thì em có tìm hiểu về cái tòa chung cư em ở, thì đúng là có hai người nhảy lầu thiệt. Đã từng có hai người nhảy lầu. Trời ơi, câu chuyện của em ăn nó điện ảnh quá ha. Rippy, đúng là Rippy. Nó không cách điện ảnh thì cái vụ mà cái tòa chung cư nhuốm máu nó quá điện ảnh đi. Ờ quá không biết, nhưng mà tự nhiên em thấy cái tòa chung cư này kiểu nó đổ máu á. Cái này mình không có lo, mình cái chuyện tâm linh này mình không có dám kể xạo nha, cho nên mọi người đừng có lo là mình kể điêu hết kiểu này nọ nha. Chuyện tâm linh không đùa được đâu. Nhưng mà chị ơi, chị đổi cái filter giùm em được không, sợ quá à. Ơ phú gì trời, để cái filter giống con người một tí đi. Trời ơi, có người comment là tóc chị Cano giống tóc của chị Hanh trong Đánh Cắp Giấc Mơ kìa. Sao chị lấy tóc của em vậy chị Cano? Trời ơi. I'm here. Ghê quá à. Ok, lát nữa Hiên sẽ lưu like lại cho mọi người, ai muốn coi thì coi nha. Rồi, chị Cano chốt sổ đi chị ơi. Chốt sổ bằng chuyện của chị đi. Con quay đâu đấy. Ủa? Trời ơi. Nãy giờ ngồi không nhớ được gì hết à. Thôi bữa sau đi, bữa sau đi. Bữa sau trong đầu tập lại những câu chuyện thêm nữa đi rồi kể. Trời ơi, tập. Chuyện ma, okay. Chuyện ma mình gặp mà. Ok, hôm nay rất là cảm ơn Him, cảm ơn chị Cano, cảm ơn Emma đã cảm ơn mấy đứa cho Hạnh tham gia buổi live ngày hôm nay. Vâng, rất là cảm ơn mọi người đã tham gia buổi livestream ngày hôm nay. Mong là một tuần trôi qua chúng ta tiếp tục gặp lại nhau nữa nha. Ok. Và mọi người ơi, kể chuyện thì nó như vậy thôi, nhưng mà mọi người đừng có sợ nha. Tối nay mọi người hãy ngủ thật ngon. Vâng, mọi người trước này, sau trước, bây giờ trước... tuần này là chuyện ma rồi, tuần sau mình giải đề đại học đi. Thôi chị ơi, dẹp chị ơi, đó chị chơi mình, chị đi em không mình... giải đề đại học nổi đâu. Vâng mọi người, chứ cái này xin mà kết thúc. Emma muốn nói với mọi người một chuyện đó, chứ là hãy nhớ follow Instagram của Emma là Phê Khanh, và cũng như là follow Instagram của Hà Anh và chị Cano và Hiên Phạm nha. Thì là nhiều người càng xem thì tuần sau bọn mình lại tiếp tục livestream cho mọi người, và mỗi tuần sẽ là mỗi concept khác nhau, cho nên là bây giờ cảm ơn mọi người, bye, hẹn gặp lại. Bye bye mấy đứa. Bye bye. Facebook nha, nhớ Facebook nha.